Để tiếp tục chia sẻ với hàng ở những căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ thì buổi chiều tối hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đã có mặt tại trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 15 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến hàng bộ 5 căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của bộ 5 căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đang muốn giới thiệu đến hàng. Cũng như bộ 5 căn nhà này thì đang có diện tích từng căn là căn ngắn nhất thì đang có diện tích ngang 4m và chiều dài căn nhà lên đến 14m. Và căn dài nhất thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà lên đến 17m và đều được các chủ nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Và trong này thì mình sẽ có 3 căn nhà được anh chị thiết kế có cầu thang đi ra phía sau căn nhà. Cho nên mình sẽ có phòng ngủ master, phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm và mình sẽ có 3 phòng ngủ chính cũng như là 5 nhà vệ sinh cũng như là phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước. Và những căn nhà được anh chị thiết kế cầu thang ở giữa căn nhà thì mình sẽ có phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau. Thì mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh. Trong đó mình sẽ có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm, cũng là phòng chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Và bộ 5 căn nhà phố này thì đang có giá hơn 6 tỷ và hơn 7 tỷ là quý hàng có thể lựa chọn cho mình. Những căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và mình có con đường ở phía trước căn nhà rộng lên đến 8 mét xe tải là di chuyển cũng như là quay đầu ở phía trước của căn nhà. Và với 3 căn nhà phía bên trong này thì đang có diện tích ngắn hơn thì đang có giá mềm hơn, và 3 căn nhà phía ngoài có diện tích dài hơn thì đang có giá cao hơn một chút. Và với căn nhà mình cũng như là bộ 5 căn nhà mình thì nằm trong con hẻm một xẹt, thuận tiện khách hàng mua ở mở phòng công ty cũng như là mua đầu tư và cho thuê. Thì hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin chọn là căn nhà có diện tích tầm trung ở giữa để giới thiệu đến hàng. Với căn nhà được thiết kế có phòng ngủ master và toàn bộ 5 căn nhà của mình được anh chị thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì mực làm bằng sắt và phía ngoài mặt tiền được anh chị ốp nhựa hoa văn gỗ trang trí rất đẹp, và mình có những mảng đèn led cũng như là mảng cây xanh trang trí cho căn nhà. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu hàng tham quan về căn nhà được thiết kế có phòng ngủ master, được thiết kế rất là đẹp này. Phía ngoài mình sẽ có khoảng sân khoảng độ 3m để mình để xe gắn máy, và mình sẽ có bộ cửa phía bên ngoài để bảo vệ cho căn nhà của mình. Với khoảng sân này thì khách hàng có thể để được khoảng 4 đến 5 chiếc xe gắn máy. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ có một gara để xe hơi ở phía bên ngoài. Bên trong là khu vực không gian phòng khách và phòng bếp đã được anh chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và với khoảng gara này thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 81m6, hai bên tường được anh chị ốp nhựa hoa văn gỗ cao lên kín tường. Và một bên được anh chị ốp gạch đá 60m2 cao lên kín tường và có đi hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng. Trang trí căn nhà rất là đẹp. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ và hơn 7 tỷ một chút là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Và mình có tới 5 căn nhà với diện tích căn ngắn nhất là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 4m. Và căn dài nhất thì nó có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 17m. Và đều được anh chị đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Và mình sẽ có 5 căn và mình có 3 căn được anh chị thiết kế với phòng ngủ master. Lầu 1 mình sẽ có một phòng ngủ và lầu 2 mình sẽ có 2 phòng ngủ. Và phía trên thì mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng. Thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà được thiết kế cầu thang đi ra phía sau căn nhà. Thì được anh chị thiết kế phòng ngủ master và cầu thang ở giữa căn nhà, thì được thiết kế phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau căn nhà. Với căn nhà được thiết kế là 3 phòng và căn nhà được thiết kế 4 phòng. Thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem, cũng như là để quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình một trong hai mẫu nhà, một mẫu nhà thiết kế cầu thang đi ra phía sau căn nhà và một mẫu nhà thiết kế cầu thang ở giữa căn nhà. Với cầu thang đi ra phía sau căn nhà mình sẽ có phòng ngủ master, và cầu thang ở giữa căn nhà thì mình sẽ có phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau căn nhà. Và mỗi căn thì sẽ có một cách thiết kế riêng biệt, và với mẫu nhà được thiết kế na ná giống nhau. Và căn hôm nay nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu với nhà thì đang có giá là
7 tỷ 150 triệu đồng còn thương lượng. Và căn bên trong thì đang có giá là 6 tỷ 950 triệu đồng còn thương lượng. Với căn nhà được thiết kế có phòng ngủ master, mình sẽ có một cái phòng ngủ rất là lớn, rất là rộng mà được anh chị thiết kế rất là đẹp. Mình sẽ có giường rộng lên đến 2 mét, có đầy đủ chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc. Phía trước thì mình sẽ có cửa sổ, cửa đi ra ban công để lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà. Và với phòng ngủ này thì mình có thể kê thêm bộ bàn ghế để mình vui chơi và hóng mát trước khi mình đi ngủ thì rất là thuận tiện, và là khu vực để gia đình có nhu cầu làm phòng làm việc thì rất là rộng. Và mình sẽ có nhà vệ sinh, có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm rất là rộng, được các chị ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là thoáng và rất là mát. Và bên trong mình sẽ có một máy lạnh lên đến 2 ngựa để gia đình sử dụng rất là thuận tiện. Với bộ 5 căn nhà và chỉ với giá hơn 6 tỷ và hơn 7 tỷ một chút là khách hàng sổ ngay cho mình. Một trong 5 căn nhà này đã có sổ hồng riêng, anh chị mình mua bán cũng như là công chứng sang tên ông ngài. Bộ 5 căn nhà mình thì đang nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 15 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại khu Sài Gòn Cóp, nghĩa là sát với lại trục đường Thống Nhất và sát với trục đường Nguyễn Oanh để thuận tiện khách hàng di chuyển về trung tâm cũng như là sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm chỉ tầm cỡ khoảng độ 25 phút và về sân bay chỉ tầm cỡ khoảng độ 15 phút là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong 5 căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị thiết kế rất là đẹp này. Với bộ 5 căn nhà với phong cách thiết kế na ná giống nhau, và mình sẽ có 2 căn nhà được thiết kế cầu thang ở giữa thì mình sẽ có 5 phòng, có 4 phòng, và 3 căn nhà được thiết kế cầu thang ở cuối nhà thì mình sẽ có 1 phòng ngủ master và 2 phòng ngủ vừa vừa. Và hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn nhà có phòng ngủ master và phòng ngủ 2 phòng ngủ vừa vừa ở lầu 2 để giới thiệu khách hàng. Và di chuyển lên phía bên trên khu vực sân thượng, mình sẽ có phòng thờ khá là rộng ở bên trong. Và phòng thờ này nếu gia đình không có nhu cầu thì mình có thể làm phòng ngủ cũng rất là thuận tiện, có nhà vệ sinh được chị thiết kế rất là rộng ở sát với lại khu vực cầu thang của căn nhà để gia đình sử dụng. Thì mình sẽ có thêm là 1 phòng ngủ phía trên này, mình sẽ có tới 4 phòng, và phía trước thì mình sẽ có khoảng sân để ra vui chơi và hóng mát. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ hơn 7 tỷ là quý nhà có thể lựa chọn cho mình những căn nhà đẹp nằm tại khu vực này. Và hôm nay nhà đất Hoàng Tín xin chọn căn nhà nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 15 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với lại tuyến đường bờ kênh bến cát Tham Lương, để giới thiệu đến khách hàng một khu nhà lầu đồng bộ vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị thiết kế rất là đẹp. Với bộ 5 căn nhà này thì nó có hướng chính là hướng Tây Bắc, phục sản thuộc mệnh nhà Tây Thế Trạch, và chỉ với giá hơn 6 tỷ và hơn 7 tỷ thì quý khách hàng cảm thấy bộ 5 căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì chúng ta liên hệ về theo số điện thoại đã thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín hàng đi xem. Rồi video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc, hẹn lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.